Rồi em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày 20 tháng 9, hôm nay tiếp tục em lại giới thiệu các bác một số sản phẩm mới nhé. Hôm nay thì phía trên có một bộ dàn đại của dòng Kenwood 5G. Bộ này rất là hay các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn, hàng đúng giá. Phía dưới này, hôm nay em cũng có hàng đúng giá này. Một bộ Kenwood K531 có Bluetooth này, màu đen nhé, D2, Onkyo D2. Và phía bên này thì có một cái bộ dàn màu đỏ nhé, CM32 có Bluetooth luôn nhé, CD này, loa này, có giải mã, hôm nay có giải mã luôn nhé. Đấy, bác nào thích giải mã thì có, bởi bữa trước có rất nhiều bác hỏi giải mã thì hôm nay em sẽ lại lên giải mã cho bác nhé. Giải mã với cả dòng âm ly nhỏ, giá mấy trăm ngàn nhé bác, về ghép loa. Rồi em sẽ đi chi tiết từng món một nhé. Đầu tiên là giới thiệu bác bộ dàn Kenwood dòng 5G. Bác nào mà chơi qua dòng 5G này thì biết tầm giá này thì không có con nào mà nghe hay hơn con 5G này các bác nhé. Bát 27 5G này thì là thớt rời độc lập hết nhá. Dưới là cassette này, cassette thì em không có test được các bác nhá, em chỉ để lại có nguồn nước đàng hoàng này. Phía trên này âm ly này, âm ly này thì rất là độc, nó có chỉnh bát chất ba lăng như một con âm ly bình thường, và đặc biệt nó có cả hai cổng quang để các bác làm DAC nhá, rất là tiện lợi. Phía trên này equalizer này, equalizer có chỉnh trên này, đèn nước rất là đẹp luôn, tuner và CD các bác nhá, đây là CD này. Đấy, loa này, loa thì bát 27 nhá, mũi khê xẻ khế luôn, tan carbon, lưới nước đầy đủ nhá. Quay phía sau này, loa đẹp sạch sẽ lắm, đẹp. Trước em cũng bán một vài bộ nhưng mà bộ này nó đẹp hơn cả các bác nhá. Bộ trước không được đẹp bộ này. Giá thì em cũng bán như vậy thôi. Đã, có nào bán vậy. Đây, loa rất là đẹp luôn ạ. Đây em cắm hai cổng quang vào đây các bác nhé. Hai cổng quang trên và cổng quang dưới từ Smart TV xuống. Các bác có thể làm đát giải mã thôi nhé. Làm đát được nhé. Cái bộ này nó phải chiều rộng nó khoảng hơn mét. Cao khoảng 5 gần 60. Rất là to luôn các bác nhé. Rất là to. Đẹp nữa. Lưới đủ nhé. Đây lưới này. Lưới không rách lưới gì hết. Phía này, đấy. Rất đẹp luôn ạ. Sạch sẽ. Bộ này đẹp lắm. Bữa trước em có một hai bộ như hàng đó về thì nó không được xẹp xuất sắc như bộ này. Đấy. Mà hôm nay cũng bán cái giá đó nhé. Em mở lên luôn. Nghe hay lắm nha các bác nhé. Chuyển qua chế độ CD nhé. Bao năm qua dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ yeah. Nhớ con đường. Tại vì em ít bấm. Tép nét luôn, chạy rất là tốt luôn mọi người. Đó, rất là to. Tỏa sáng vẻ đẹp thuần khiết từ bên trong. Rồi siêu to khổng lồ đẹp, hàng rất đẹp nha, 5G. Nếu trong những dàn Kenwood, những cái dàn mà tầm tiền này thì không có bộ nào nét hơn bộ này đâu. Nghe hay hơn bộ này, nghe nhạc cực kỳ chi tiết nhé. Rồi bộ dàn 5G này rất là to. Em bán cho các bác với giá 8,5 triệu nhé. 8,5 triệu. Các bác cứ lấy model 5G check nhé. Bộ dàn này em đẹp lắm.
Đấy. Số 1 8,5 triệu không nhá. Cái giá này em cũng bán bằng cái giá như mẫu trước thôi. Cho nên các bác đừng có trả giá em nhá. 8,5 triệu. Cọc thì bên mua phải chịu ship. Rồi tiếp sang bộ số 2 nhá. Bộ số 2 đây là bộ dàn K531, hàng đấu giá về nhá, hàng đấu giá về. Bộ này thì màu đen, bữa trước em có hay có màu trắng. Nhưng bộ mùa này màu đen. Cái loa này nó hơn, đoạn bên này nó hơi thâm thâm vàng một xíu này, nhưng không đáng kể không nhá. Đẹp lắm, còn đẹp lắm. Đó, rất là đẹp luôn. Không đáng kể đâu các nhá. Lưới đủ. Lưới đủ luôn ạ. Đây lưới này, quay rất là đẹp ạ, đủ khiển này. Các bác nhìn dây loa to, dây loa khủng bố luôn. Dây loa này không biết có bên nó họ đưa về dây loa này không biết có vừa cái ấy không? Bởi vì cái chắc vừa đấy. Dây loa to vãi luôn. Đây phía sau này đẹp xuất sắc luôn, đẹp keng luôn các bác nhé. Các bác nhìn thấy hàng đúng giá đẹp không? Đủ khiển luôn nhá, đủ khiển này, đủ dây loa, hàng đẹp nhé. Đấy, cổng quang in out này, có bắt bluetooth nhá. Hiện tại em đang cắm có cổng audio in bằng 3.5 luôn. Phía này, đấy, rất là đẹp luôn. K531 không nhá. Giải mã tốt này, làm đầu phát USB PC. USB và bluetooth nhá. Hiện tại đang bắt bluetooth này. Bộ dàn này em bán cho bác giá 3,9 triệu nhá. Đây này, phía này thì cũng có USB luôn, bắt USB cái iPod nhá. Chạy full chức năng không nhá, full chức năng. K531 không nhá, màu đen, đen tuyền, bác nào thích màu đen chơi màu này, đẹp xuất sắc luôn. Đây, nó lưới không rách, có khiển, có đầy đủ luôn. Nhá, 3,9 triệu. Rồi tiếp sang bộ số 3. Bộ số 3 đây là bộ D2 nhá, Onkyo D2 cũng là hàng đồ giá về rất là đẹp luôn, có khiển này, có dây loa đầy đủ luôn. Đấy, phía trước là có 3.5 in out này. Rồi có tôn các thứ chỉnh mắt chép. Cái âm ly này đánh hay cực kỳ luôn nhá, mặt phay rất là đẹp, sáng trưng. Loa đúng theo dàn nhá, loa đúng theo dàn luôn. Rất là đẹp luôn ạ. Đèn đuốc khá sáng các bác nhá. Đây khiển zin này. Lưới này đủ nhá. Hàng đồ giá về đấy. Đây phía sau này. Cái này loa này thì em không có kết nối loa, bao là hát tốt nhá. Em test hát tốt rồi. Đó, loa đẹp xuất sắc luôn. Loa này thì 120W thùng nhá, 240W cặp. Cổng D2 nó cao cấp hơn D1 các bác nhá. Cao cấp hơn nhiều, cái chạm loa nó khác này. Rồi cổng quang in out giải mã hai thiết bị khác nhau được nhá, đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Bộ này thì trước có thời gian em bán 4.8 đến 5 triệu. Bữa nay hôm nay em bán 4.6 rồi. 4.6 cho bộ này nhé. Đây là hàng đấu giá về nhau nha, có khu khiển đủ đầy đủ luôn, 4.6 triệu. CD đọc tốt, tấm này chạy CD đọc tốt luôn. CD đọc tốt nhá. Loa này loa nét luôn, loa 240W cặp, đúng theo dàn luôn nhá. D 4.6 triệu các bác nhá. Các bác để phòng bao hay luôn, 4.6 cho bộ này. Khiển zin đầy đủ nhé các nhá. Đây là hàng đấu giá. Rồi tiếp. Đấy có hai bộ này, cái bộ kia này đấu giá, còn bộ nào từ đây đổi đi là hàng bãi nhá. Rồi tiếp một bộ số 4. Bộ số 4 là bộ CM32. Em để nó hơi lệch lệch tí là do là cái miếng gỗ này nó lệch không nhá. CM32 không nhá. Đây là CM32 màu đỏ. Bác nào thích dòng màu đỏ này ới em nhá. Phong thủy. À, CM32 nhá, CM32 thì cái thiết kế nó tương đối giống là CM35 nhưng mà nó mở được lưới nhá, mở lưới còn đẹp, bắt được lắm. Rồi dòng này có bluetooth luôn nhá, có USB này, có 3.5 phía trước, có lưới đủ nhá, loa lướt đẹp đó. Đây cơ bản hàng bãi thì cái này là đã rất là ok rồi. Hôm nay bán sao giá rẻ rẻ các bác. Loa lướt còn ok không nhá. Cái này là cái bây giờ keo gì ở đây mai mấy ra nhá. Keo thôi. Thế này.
có bật 5 này, à có OX này. Loa nước còn đẹp nhá. Màu đỏ này. Đấy quay kia. Phong thủy, con nào kêu phong thủy. Chạy full chức năng nó có cả Bluetooth không nhá, có Bluetooth luôn ạ. Có USB, chạy tốt USB, cắm trực tiếp iPhone, iPod và bằng cổng sạc vào đây cũng chạy được nhá. Bát lực lắm. Vẫn hạn chế là mở nhạc nhiều, phải sợ đánh bản quyền, nhưng mà cứ vui vui cũng hay ghép. Rồi bộ dàn này em bán 2,5 triệu có nhá. Bữa nay giá này 2,5 triệu là không bớt giá đâu có nhá. Bữa trước là bán 2,8 đấy. Lưới đủ ạ. CM32 số 4 2,5 triệu, chạy full chức năng, có Bluetooth, có AUX. Cổng in 3.5 trước rồi có CD. Chạy tốt hết nhá, chạy tốt hết. Rồi số 4 2,5 triệu, rồi sang số 5. À xin lỗi, 2,5 triệu là bao gồm em cho các bác một cái khiển học nhá, có cả khiển học luôn. Có khiển học luôn cho các bác để các bác chỉnh. Đây em để luôn cho các bác khiển học vào đây cho các bác nhìn nhá. Đây. Cho các bác một cái khiển học nhá, tặng các bác một khiển học để các bác nhìn đây, đó. Đó. Rồi sang số sang hai cái đầu CD, hai đầu CD trên là mua hai đầu CD đều của Sony không nhá. Trên là CDP611 và dưới là 597. Hai con này đều chạy tốt nhá. Nội thất rất là gấu luôn ạ. Hàng bãi Duy Nguyên về chạy mát 240 rất là tốt. Con này con số 5 chứ không nhá, số 5 này. Đó, số 5 size 42 43 nhá, các bác về chơi này. Phía sau này CD đọc tốt luôn. Nét luôn, có cả cổng quang ra luôn này. Cái dòng này dòng đầy cao rồi các bác nhá. Các bác nhìn thấy hai cổng, cổng vào cổng ra là các bác biết là nó có đầy cao rồi, cái cổng này này. Đó, phía bên dưới cũng thế nhá. Đây là con đầy cao rồi chứ không phải là có giải mã, có chip rồi, chip giải mã rồi. Cái con này thì cổng quang có chip giải mã rồi các bác nhá. Đó. Rồi số 5 này, hai con này đồng giá 800.000 một con. Đây phía trên này bị chảy xíu này, con trên này 611. CD đọc tốt nhá. Đây này chỉnh này. Đó. Chạy tốt luôn không nhá. Bán 800.000 một con nhá. Rồi con phía dưới này. Phía trên là nó hơi chảy xíu nhưng mà không đáng kể, cái này sơn lại được không nhá. Dưới này. Con dưới này là 597. Đó, 597 các bác nhá. Con này cũng 800.000 nhá, CD tốt rồi. Hơi chặt thì hai con này, 800.000 một con này, các bác phải chơi nhá. Chưa các bạn nhìn thấy em nick bài này chưa, theo mấy lên nó đã chạy rồi này. Đây các bạn nhìn này, đó nhìn này, nick cái nhá, đó nhảy luôn này, khủng khiếp thật, chạy nhanh thế. Rồi cũng 800.000 con này số 6 nhá. Số 5, con số 5 là 611, còn con số 6 là 597 nhá. 800.000 con, bác nào mua con nào mua nhá. Rồi sang số 7, đây là một cái này bữa trước em có đăng lên, cái bữa trước thì em có test nó rất là đẹp luôn. Con này là con digital mixer, đây cái model đấy nhé các bác nhá, mixer AVE7 của Panasonic các bác nhá, còn size khoảng 50 á, size bàn 50. Con này thì cái này thì ghi là mixer kỹ thuật số và em cũng có cắm điện rồi, điện 100V nhá, em có cắm điện. Rồi em có chỉnh to nhỏ ở đây được và nó có đèn tia ở đây này. Nhưng mà cái dòng này thì em không dành lắm các bác nhá. Em bán đại các bác về chơi nhá. Đây có cổng quang có cổng in out của unlock đầy đủ luôn nhau nhá. Chạy điện 100V. Này là mixer kỹ thuật số. Nó ghi như này là mixer kỹ thuật số các bác nhá. Đó. Panasonic cái tên model để các bác nghiên cứu đi. Giá ngoài em thấy nó rất là cao. 2 triệu mấy 3 triệu thôi.
Rồi con này em bán 800 ngàn các bác nhé. Bao bao có nguồn, bao có cổng vạ, có vào đường vào đường ra luôn nhé. Rồi còn chỉnh mấy cái nút này các bác về nghiên cứu. Cái này em dành lắm nhé. Bàn mixer kỹ thuật số. Phía trên dưới này có mic này, có phone. 800 ngàn các bác nhé. 800 ngàn, 100 ngàn con này. Rồi số 7 800 ngàn. Rồi sang số 8. Số 8 là giải mã nhé. Ra đầu chúng đây là đi đổi như là giải mã này. Số 8 một con dòng ME33 đổi đầu nông. Con này thì có lúc nó CD, có lúc nó chạy được không. Cho nên là em bán không chạy nhé. Mắt này 23 thôi. Dòng đầu nông em mới biết là giải mã hay. Con này thì nó có chỉnh bát chép trên máy này. Rồi có FM này, FM phun số này, có giải mã này. Đấy, FM 108 luôn, có giải mã nhé, có giải mã rồi. Chỉ có CD là lúc đọc nó không coi được, em không coi là không đọc không nhé. Đây, giải mã 2 âm ly được, ra 2 âm ly được nhé. Cổng quang in-out để đủ này, có sub out đầy đủ luôn. Rồi ME33 này, hôm nay con này bán 1,2 triệu không nhé. Nếu chạy được CD thì bán 1,3 triệu, nhưng con này thì bán 23 thôi. Đấy, 1,2 triệu không nhé. Để các bác làm giải mã mã này, làm âm ly này, đấy, liên tù. Rồi sang số 9. Số 9 là con X7 nhá. Con X7 này CD đọc tốt này, dòng này là giải mã hai thiết bị được này. CD đọc tốt, giải mã hai thiết bị được, đó. X7 này thì rất nhiều bác mua, nó vừa rẻ, vừa phải. Và nó có cổng quang đầy đủ các cổng, cổng sub out này, cổng quang in out đi đủ này. Cái này là cái tại vì hôm nay em test cứ cắm vào. Cái này là cái áo ngoài thôi. Để đúng đậy vào cho để mặt không chiều. Cái này em đậy vào cho nó đỡ bụi đi các nhá. Cái này thì đậy vào đỡ bụi. Mã số 2099 này, giải mã 2 âm ly được nhá. 2 âm ly đánh được 46 ohm. Xúc ao đầy đủ nhá. Rồi con này cái này là cái đắp nắp đậy bảo vệ của cái nút này nhá các nhá. Tí em đậy này. Cái này nó nút cái nút này không phải của nó rồi. Rồi giá 1 triệu đồng nhá. Số 9 giá 1 triệu đồng. CD đọc tốt này, công suất ok, giải mã 2 âm ly được nhá. Rồi sang số 10. Số 10 đây là con N7X. Dòng N7X là đời cao với con này. CD không đọc, có cổng 3.5 in out phía trước để các bác mở rộng Bluetooth được. CD đọc tốt này, giải mã ok này. À xin lỗi, CD không đọc này. CD không đọc nhá. CD không đọc, giải mã OX. Âm ly làm âm ly được. Phía sau này, phía này thì lại bẻ một cái tí nhựa ở cái tản nhiệt này các nhá. Nhìn này thì cũng thấy này, nhưng mà nhìn ngang thì thấy. Giải mã ra 2 âm ly được. Đấy, có sub out đánh đi 46 ohm. Rồi con này là 800 ngàn nhá. Con này CD không đọc coi nhá. Bán cho các bác nào không cần CD nhé. Có giải mã 2 âm ly được. Rồi có công suất. Đó. Rồi sang số 11. Số 11 đây là con V77 nhé. V77 con này cũng giải mã 2 thiết bị được. Có CD chạy tốt này. Có FM phun số. Đó. Con V77 nhé. Đời cao rồi. V77 đời cao rồi. Cổng quang in out đầy đủ này, mã số 5630, sub out đánh 46 ohm, giải mã ra 2 âm ly được nhá. Rồi con này em cũng bán giá 1 triệu. V77 đấy. Con này có FM phun số đây em này các bạn. Chết. Đấy, 108 luôn nhá. CD đọc tốt, mặt mũi đẹp. Rồi giá 1 triệu. Rồi sang số 12. 12 thì con này bữa trước nó có chạy CD đấy, nhưng mà bữa nay không thấy nó chạy này. Em bán đại các bác 550 ngàn đi. Cho các bác là âm ly. Con này thì đập bằng 7GX nhá. Cho bán cho các bác về làm như một con âm ly. Mặt mũi đẹp. Ghép loa 100-100W thoải mái nhá. Có sub out này, đánh được 46 ohm. Mã số 3558. Đấy, có cổng out, cổng in bằng A-Lock nhá. Rồi, bán 550 ngàn đi. 550 ngàn. Bán cho các bác về làm cái âm ly thôi nhá. Rồi sang số 13. Số 13 các bác nhá, số 13. Số 13 thì con này là con cũng 7GX, con này thì dòng 7GX thì không có cổng quang để giải mã đâu các nhá, chỉ làm đầu phát CD này. Con này CD đọc nhá, đầu phát CD làm con âm ly được nhá. Con này CD đọc giá 650 ngàn, CD đọc thì bán giá 650 ngàn các bác nhá.
mã số 2725, đánh được 46 ohm nhá. Con này làm đầu phát ra âm CD ra các âm ly được không nhá. Đấy, CD đọc tốt đấy, CD này. Rồi, 650.000, số 13 nhé. Sang số 14 là N7TX, đây là dòng đời cao rồi, N7TX không nhá. CD đọc tốt. Đấy, CD đọc tốt không nhá. Có cổng 3.5 in out phía trước này, giải mã này, bấm sang chuyển giải mã, digital này. Đó, mặt mũi đẹp nhá, dòng N7TX không nhá. N7TX. Rồi mã số 2733, giải mã 2 âm ly được, có súp ao nhá, đánh từ 46 ohm. Rồi con này cũng bán 1 triệu cũng nhá. Này bán 1 triệu. Trước lúc nãy có con 800 kìa. Cũng đúng đồng đời này nhưng mà con này chạy được CD không nhá. Con này chạy được CD. Còn thêm kia thì không chạy được. Đó. 1 triệu thôi các nhá. Đó, CD đọc này. Rồi sang số 15 này, các bác này, con này nó nhận bài nhưng không đọc. Thì em bán coi gâm ly luôn, cũng vào dòng 7GX này, cũng 550.000 nhá. 550.000. Rồi số 15 550.000, mã số 9470, bán như một con âm ly nhá. Bán như một con âm ly luôn. Có hôm nay có đi 3 con. Rồi. 550.000. Rồi sang số 16 cũng vậy, cũng con như vậy, cũng 7GX nhá, 550.000 luôn. Đấy, 550.000. Con này CD không đọc nhá. Làm âm ly nhá, bán cho các bác làm âm ly, có 550.000 thôi. Mã số 3119. Thì mấy con này bác các bác nào lựa mấy con nó giống nhau ấy, thì cũng 550.000 thôi, thì các bác nào lấy thì báo số nhá, số 15 hoặc 16 đấy nhá. Thì báo em nhá. Số 16 này, 550.000. Rồi sang số 17, đây là một cặp loa dòng đầy cao. Dòng này là NFJ7. Các bác nhớ NFJ7 là cái bộ dàn Bluetooth ấy. Đây là có loa không thôi. Bằng lõm chép đủ đạn, nhưng mà con này đầy cao tiếng sẽ hay hơn đâu nhá. Lưới đủ, lưới không rách lưới gì cả. Loa thì cũng có trầy này, phía trên trầy xíu này. Nhưng con này là đầy cao, con này mà bộ dàn nó hoàn thiện bán khoảng 3.8-4 triệu đấy. 3.8-4 triệu đấy. Nhá. NFJ7 140W cặp, loa thì còn cơ bản ok nhá. Đó. Rồi cặp này em bán 1,1 triệu cho bác nào có lòng có cái ấy thì cái giá 1,1 triệu lắm giá xả thì các bác nhá. 1,1 triệu. Đây là dòng đời cao các bác nhá. NFJ7 dưới đủ số 17 giá 1,1 triệu. Rồi sang số 18, đây cặp này bộ cặp loa này hôm nay em xả nhá. Cặp loa này cặp loa M37, các bác biết M37 là dòng đời cao cấp rồi. Thùng kiểu như gỗ lạng nhé. Đấy, hàng bãi nhưng còn cơ bản đẹp. Đây thùng phía sau này. Phía sau nhé. 120W thùng, 240W cặp nhé. Ở cái dòng này thì nó bị bên này nó bị cái chạm loa này. Nó bị hôm trước em có đăng rồi. Đây, mất cái miếng nhựa này. Mình mất cái miếng nhựa vặn này. Nhưng mà cái này vẫn cài ra loa bình thường được các nhá. Bởi vì nhiều khi mà cứ để kho nhiều người cứ rút ra vặn mất luôn. Vẫn cài loa được nhá. Bên này là dương, bên này bên âm này thì vẫn có lỗ cài loa trong này, hoặc là các bác dùng áp chuối thì vẫn cắm được bình thường nhá, vẫn xài bình thường luôn. Mã số 2612. Đấy, hôm nay em xả còn 1,5 triệu các nhá. Cặp này 1,5 triệu luôn. M37 các nhá. Thường cặp đẹp mà cặp hàng bãi là bán 2 triệu hơn 2 triệu cặp này đấy. Lưới đủ nhá, lưới đẹp luôn ạ. Đấy, em quay kỹ lại cho các bác coi. M37 240W cặp nhá. Đời nó M37 dòng này nhỏ mới có võ các bác nhá. Nhìn nội thất rất khủng luôn ạ. Bác nào chơi qua dòng này biết giá 1,5 triệu nhá. Số 18 giá 1,5 triệu, 1,5 triệu. Rồi sang số 19 với số 20 là một bộ cặp loa rời nhá, cặp loa rời số 19 này. Số 19 cặp loa rời cùng này, nội thất này, cặp này khoảng 14 bát 14 màng lõm. Đấy, viền vẫn còn bụi này. Viền vải tẩm dầu nhá, đây này. Màng lõm viền vải tẩm dầu. Củ từ bọc từ luôn, củ từ luôn bọc to bằng mặt luôn nhá. Các bác nào về thiếu cái này, các bác nào thiếu hoặc là các bác về làm mic cũng được nhá, làm bát làm mic được. Màng trắng màng kala đấy. Màng này cao cấp nhất trong những cái màng dòng ấy này. Màng vật liệu súng đạn đấy nha các bác nhá. Màng kala đấy. Rồi giá 400.000. Số 19 400.000. Rồi sang số 20 là cặp chép nhá. Cặp chép này hai từ này các bác nhìn này.
mũi lựu đạn 24 nhá, 24 đấy. Chép bắt 30 nó to như thế này cùng. Đấy. Có cả tụ nhá, có cả cản, tụ cản đây luôn, để luôn đây các bác nhá. 400 ngàn, rồi số 20 400 ngàn. Rồi vừa rồi giới thiệu các bác 20 sản phẩm, có dàn, có loa, có giải mã. Bác nào có nhu cầu gì alo cho em nhá. Bên em thì có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship, còn chuyển khoản hết là bao ship toàn quốc các bác nhá. Cọc tùy vào sản phẩm, những sản phẩm đắt tiền cặp nhiều nhập cọc nhiều hơn. Hoặc những sản phẩm lớn như cả bộ dàn kia các bác phải cọc 2 triệu mới đi hàng được nhá. Còn chuyển khoản hết em cứ vẫn bao ship các bác toàn quốc nhá. Rồi số điện thoại của em là 0985543279, cũng là số Zalo luôn. Bác nào có nhu cầu cứ alo cho em hoặc nhắn tin qua Zalo cho em nhá. Rồi các trước khi các bác mà chốt hàng các bác nghiên cứu kỹ đi nhá. Trước có một vài bác trường hợp một vài bác lại thường chốt hàng trong bảo để con về chuyển khoản, nhưng thực tế con không chuyển khoản chẳng làm gì nó, cho nên các bác cứ tham khảo các cháu đi, các cháu mà đồng ý mua cho tiền, đồng ý mua cho thì các bác hạn chốt nhá. Đấy, có rất nhiều trường hợp như vậy ạ. Đấy, hoặc là bác nào mà chuyển, bác nào mà mua bán với em thì là nhờ người khác chuyển hoặc là nhờ con cái chuyển thì các bác cứ bảo nó chuyển thôi, còn lúc mà con cái chuyển sang chế độ trả giá hay này nọ, chốt với bố rồi nhưng con vẫn chẳng trả giá thì lúc đấy em rất là khó chứ các bác nhá. Đấy, có nhiều trường hợp em gặp cách đây 1-2 ngày gặp 2 trường hợp rồi, con không cho mua. Đấy, cho nên các bác nghiên cứu kỹ, hỏi các cháu cho kỹ nhá, hạn chốt không, để những còn nếu không chốt được thì để em bán cho người khác, cho nên rất là khó các bác nhá. Rồi cảm ơn tất cả các bác.